Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Thôi sập nhà bây giờ đừng dở. Trời ơi là nhà này đến như thế này thì con gì nó chui. Đâu có nuôi con gì đâu, đúng không? Con nuôi đâu rồi, tới đây là chị dân tộc. Có mình chỉ ở thôi mà nhà úi trời ơi gậy đến đầu mục cái đấy là thôi chứ. Dạ. Chết thật. Sao nữa? Hôm nay sao mới đi vô thăm cái nhà này. Nè, sao đó nè. À. Trời ơi là trời. Chết rồi. Con nói vậy nè. À, đâu coi, nhà coi. Úi cha cửa nè. Dạ. Nè, đâu mà. Đừng có dở nữa, không có sập cái gì, không có tiền đền nữa này. Trời ơi là nhà nó dơ như thế này rồi. Còn chưa dẹp cái dọn nha. Mình rắn mà nhà mà dơ như ri. Trời ơi là trời. À mà chúa đẹp dạ, mà bàn thờ đẹp hay dạ. Đây là một chị theo mới theo đạo. Chị dạ. theo đạo lâu chưa? Lâu rồi. Được bao nhiêu năm rồi? Đi theo chúa bao nhiêu năm rồi? À, 2 năm. Mới 2 năm. Nhưng mà lần sau mà dì vô thì nó không có bẩn như vậy nhá. Dạ. Dơ quá vậy làm sao? Ở mà thua cái bác hồi nãy thì đến thì cho rước lễ không? Cái bác cái dạ. cái nhà của bác ấy sạch sẽ, tuy là có một phòng thôi mà rất là sạch. Dạ. Chứ mình ở như này là tối mình ngủ chỗ nào? Con ngủ đây. Ôi đơ, ngủ chỗ này mà nó bẩn như thế á. Bà ơi, ngủ gì mà dơ nữa. Còn chưa dẹp gì mình thu hết mấy cái này mình bỏ vào bao đi, cái nào mình không cần thì mình bỏ vào bao dạ. đi. Dạ. Rồi quần áo đây nữa này, ui chà, y như bánh, đồ bánh nó xong đấy. Chưa xong. Giặt xong rồi á mà để vậy á. Dạ. Ui trời ơi. Xong ăn cái gì đây mà. Có gì ăn đâu. Ôi chà chà chà. Không ăn cái gì. Ăn có gạo luôn. Còn miếng gạo nè. Có gạo nè. À. Có gạo cho bà kia ít đi, bà đang cần gạo đó. Dạ. Bà đang cần gạo bà nấu cháo đó. Hồi nãy là cứng. Hả? Gạo cứng. À gạo cấn thì đâu có gì đâu, mình vo nó đi. Dạ. Nhưng mà cái nhà này cung nhận là dơ thật đấy chị ạ. Úi cha mèo nó ở đây, ở chung với người này. Dạ, nè mèo ngủ riêng. Úi cha, rồi bếp đây á, nấu đây á. Nấu gà. Đây là một chị người dân tộc, chị dân tộc gì? Campuchia. Campuchia hả? Campuchia từ dạ. Campuchia về đây á? Dạ. Cũng chị ở riêng mà lấy cái chồng ở Việt Nam. Lấy chồng Việt chồng Nam. Chồng thì bỏ rồi vậy. Ừ. Chồng thì bỏ rồi. Cái gì quần áo ai ở trong đây mà dơ thế này? Từ mà nhỏ nó ra phá vậy vậy. À quá phá luôn á. Con cái hả? Có đứa nào nó về không? Không, còn ăn có mình. Nếu mà đồ của một mình chị á mà nhiều vậy á? Dạ. Úi cha, thôi cái nào mặc thì soạn ra, còn cái nào không mặc thì tôi bỏ dạ, đi chứ. Dạ, nên ta cho không có gì. À, ta cho không mà nó ra vậy dạ. Hả? Cái này nè, cái cửa hả? Úi cha, nên cửa này. Nồi này, có cái nồi nào ra, nồi nào đâu, bếp này vẫn nấu hả? Dạ. Không có tiền cho nên là dạ. Nhưng mà không có tiền đúng đâu dạ. Không có tiền đâu có nghĩa là mình ở bẩn thế này dạ. Đúng không dạ. Nè mình thu cái này lại nè đó, thu nó, hết con lại con đi không là, thu con hết mèo lại con đi mèo à. Đâu đâu con mèo à. Chụp mèo ơi à. Chân mèo quá đi đâu đi trước đó mèo nhỏ này đây này. Nó nằm đó, đó hai con đó. À, lại cho tôi 3-4 con mèo luôn này. Hú, chà chà. Đây là chỗ mèo ở, trời ơi chị ơi là chị dơ. Mình bóc con sơ hết luôn rồi, lấy bao bò hết. Ôi trời dơ quá chị ơi, thôi tuần tới này sơ đến, dạ. Không nhìn thấy cảnh dơ về nữa nhá. Nè, măng. Măng hả, ăn măng gì đây? Măng ngừng á, nó sẵn, nó sang ngày qua, ngậm. Rau nữa, ôi trời để vậy mà ăn mà dạ. Không đau bụng hả cha? Bẩn quá luôn. Đây này mình ấy đi xong mình dọn dẹp thì cái nhà này mình để như thế này mà chuột nó lên như thế này dạ, thì kinh lắm. Dạ, chuột cái chuột đó con mèo không cái chuột. À đúng rồi thì con mèo nó dạ. Đỡ thì chứ còn không thì kinh quá. Dạ. Đây này mình dọn hết đi xong mình chỉ để một mình chỉ để một chỗ ngủ thôi dạ. Còn bên này á đồ đạc cái mình cất hết đi, dạ. Bỏ vào bao. Dạ. Với cái gì mình không xài nữa thì bỏ vào bao. Dạ. Ừ. Dạ. Xong rồi dưới này mình quét cái gầm nhà các thứ thì cho nó sạch chứ dạ. Mình đâu có làm gì đâu không đúng không cả ngày đâu làm gì dạ. Giỏ này đi đâu đây, giỏ này để mang đồ đi đấy, à? Đào đáy vô đi đâu bây giờ đi. Nón bảo hiểm này có đi đâu đâu mà có nón bảo hiểm dọn đi xong bán dưa chai cái gì mình không ấy đừng bán dưa chai bớt đi dạ. Bán dưa chai cái gì mình xài được thì mình để chai lại nè chưa bán bán dưa chai đi để em chi dạ. Ôi chào ơi khổ sở quá nhỉ khổ quá sở. Ê, nhà này nhà thì không nói chi nhưng mà giờ ông cãi giờ ông cãi rước rồi dò quá dò nữa nhà này họ làm cho mình được bao nhiêu lâu rồi này chắc phải 50 năm rồi 50 năm là nứt hết rồi 20 năm dạ 20 năm lâu lắm rồi bây giờ cái nền nhà hư hết trơn này dưới gầm giường rồi con chuột bươi
Kinh quá thôi, nhưng mà lần tới gì đến thì không biết. May mà có bàn thờ hẳn hoi. Dạ. Em, hôm nào gì đến nó phải sạch hết, sạch sẽ hết nha. Dạ. Ôi trời, giờ quá. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.